các sinh vật biển. Đây là khu chơi cát có chủ đề là sinh vật biển. Chúng ta cùng mở ra xem có những gì không nè. Wow, rất là nhiều khu. Đây là khu một con ốc, chú bạch tuộc, một con cua, một con cá ngựa. Con cá, sao biển, con chim biển, tôm, con cá rất là dễ thương, bé và rất thích con cá này, cá heo. Con rùa biển và một chiếc tàu ngoài biển khơi. Bây giờ bé Ba sẽ cùng các bạn làm từng khuôn một nha. Đầu tiên bé Ba sẽ làm con ốc. Mình sẽ cho cát vào khuôn. Sau đó chúng ta sẽ vào đây. Và chúng ta đã có một chú ốc rồi. Con bạch tuộc. Bạch tuộc đây. Như là sẽ ấp xuống. Và để đi vào con một chú bạch tuộc màu xanh dương. Tiếp theo là một chú cua biển. Một chú cua biển với hai chiếc càng rất là to. Bây giờ sẽ là con gì đây các bạn? Một chú cá ngựa. Bây giờ đã xong một chú cá ngựa. Và con sò. Đây. Đây là một chú cá. Mình sẽ đặt chú cá vào đây. Tiếp theo đây sẽ là con sò biển. Và sẽ lấy khuôn ra. Và chúng ta có một chú sao biển. Đây là khuôn một chú chim hải âu. Sẽ ốc chú chim như đây. Và chúng ta có chú chim hải âu. Tiếp theo sẽ là một chú tôm. Hồng bị lụng mất hai cái râu rồi các bạn ơi. Giờ hai cái râu nhỏ quá, chúng ta không bỏ cát vào được. Chúng ta sẽ rất là khó. Thôi chúng ta bỏ qua đi. Tiếp theo là một chú cá heo. Cá heo là một động vật rất là thông minh đó các bạn. Mình rất là thích cá heo. Thông minh và rất là dễ thương. Tiếp theo đây là một chú rùa biển. Chú rùa biển. Và cuối cùng một con tàu ngoài biển khơi. Tàu sẽ nằm đây. Tên tên. Vậy là Baby Bo và các bạn vừa hoàn thành xong các khuôn cát trong chủ đề sinh vật biển. Đây chúng ta sẽ cùng xem lại nha. Đây là một chú cá ngựa, một con cua biển, bạch tuộc, con ốc, con sò, cá biển, sao biển, chim hải âu, con tôm bị mất càng, con cá heo, con rùa biển và một chiếc tàu ngoài khơi. Vậy là bé Bo và các bạn đã tất cả các khung trong chủ đề sinh vật biển rồi. Và video clip đến đây là đã hết.
Nếu các bạn thấy thích, hãy nhấn like và chia sẻ video này nhé. Đăng ký kênh Baby Bird để đón xem nhiều video khác nữa nha. Xin chào tạm biệt các bạn.